Nợ xấu ngân hàng tại Việt Nam giảm bất thường, tin từ Hà Nội, bản báo cáo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết, trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2013, nói nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam giảm nhanh chóng rất bất thường dù nhà nước chưa đưa ra biện pháp nào để chống đỡ. Tính quốc ngày 10 tháng 7 năm 2012. Đam cho ngân hàng hay theo con số của thanh tra ngân hàng, đồng. nhà nước đảo, cộng sản Việt Nam, tỷ lệ đồng, nợ xấu trong hệ đồng, thống các tổ chức tín dụng hiện đồng, ở đồng, mức 6%, đồng. tổng dư nợ. Theo tin của báo Sóng Mới Online hôm thứ Sáu, ông Đam khen ngợi các ngân hàng đã làm việc tốt, chưa cần đến công ty mua bán nợ thành lập đã giảm con số nợ xấu một cách đáng khích lệ. Kể từ tháng 10 năm 2012 đến nay, nợ xấu ngân hàng từ 8% xuống còn 6% nhờ các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro ngân hàng nhà nước đã đưa ra những con số báo cáo nợ xấu trồi sụp rất bất thường nó cũng giống như báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư nói về tình trạng hoạt động của các công ty xí nghiệp tại việt nam theo sự phân tích và nhận định của sóng mới thì không quá khó hiểu khi báo cáo cuối năm bỗng dưng đẹp hơn rất nhiều so với những tháng buồn trước đó nói khác nợ xấu chỉ giảm trên cái báo cáo tuyên truyền lừa gạt dư luận ông lê xuân nghĩa Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, nợ xấu thực tế của ngân hàng vô cùng phức tạp. Theo tính toán sơ bộ thì có ngân hàng nợ xấu lên tới 40% mà không ai biết gì, cũng không ai cảnh báo. Được biết, các ngân hàng từng báo cáo đến ngày 31 tháng 5 năm 2012, nợ xấu là 4.47%. Tổ chức lượng giá đầu tư quốc tế Fitch Rating ước lượng, con số đó phải khoảng 13%. Ngày 7 tháng 6 năm 2012, tại diễn đàn Quốc hội Hà Nội, ông thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra con số nợ xấu là 10%. Còn trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 về hoạt động ngân hàng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền tránh thanh tra ngân hàng nhà nước công bố tỷ lệ 6 lên tới ngày 31 tháng 3 năm 2012 là 8.6%, tương đương 202.000 tỷ đồng. Nay thì hỏa mù tiếp tục được quan chức nhà nước tung ra về cái núi nợ xấu giảm đẹp ngỡ ngàng.